Chào mọi người đã đến với channel của hai chúng mình. Nói tới mẹ của mình. Hôm nay mình sẽ chơi mắt cua. Do thằng đó mới tải về. Thật ra mình quay mấy chục lần luôn mà cái clip nó bị cái gì mà chơi chung không được, nên bữa nay anh Huỳnh mới chơi chung được. Không nói nhiều nữa, giờ chúng mình cùng solo nào. Cái đờ mà e đờ này gánh mình. Phải mình chơi bắt cua kém lắm các bạn. Các bạn biết không, mình chơi kém lắm. Qua đường này, nhảy lên đường này, té là khó tới đây. Mấy cái chỗ này mình có đi lên cũng được, khỏi cần nhảy nha mấy bạn. Mấy bạn nhảy chỉ cho mất công nè, khỏi cần bơi lên bản qua bên này cũng được. Ê chà, quên, chắc mình nhầm thôi. Sao nhảy tới không được vậy? Quả hôm nay đành phải nhảy qua bên kia vậy. Chắc cái đệm kỳ á. Cuối cùng cũng nhảy qua được. Chết mấy chục lần. Ê, giờ mới nhắc. Cái đệt mà chết ngoài vậy nhỉ. Bật chớn nè, màu xanh. Yeah. Cái đẹp sao nhảy mà không được. Đây là bằng chứng mình kém bắt cua. Mà hên hên mình mới thắng.
ok. Rớt thì phải chịu, không được đỡ hờ, đúng không các bạn? Phải cả đời rồi giống như xem phim nè, anh ta đã nhảy qua một cục và nhảy qua cục này nữa, rồi anh ta làm gì tiếp? Yeah, nhảy xuống đây rồi sao nữa nè? Anh ta đang mang hoang nên nhảy về đâu? Rồi nhảy xuống dưới. Tội nghiệp quá. Sai không nhỉ? Rồi phải nhảy lại rồi, hu hu. Mình sẽ cắt cái đoạn này đến đây. Mình sẽ cắt luôn. Xin chào các bạn đã lại. Và mình cũng cố gắng đã nhảy đến đây rồi. Thằng cờ hó này chơi ăn gian. Mình sẽ tiếp tục chơi tiếp. Ok. Tự nhiên nãy bấm lộn nút phải quay lại. Xui bờ rồi ra. Lần này không bấm được nút nữa. Trời sáng rồi, xin sáng qua nữa.
tử thiên như. Yeah, cuối cùng cũng nghĩ ra. Và rồi bạn đã quay trở lại, bạn đã quay trở lại tại là những cái máy mình bị cái gì á, giờ vô được rồi, yeah, và mình cũng thắng. Mình đã thắng đời này cái mình, yeah. Xem là người cái mình nhảy đây cũng đâu rồi, mình xem anh ta nhảy, anh ta nhảy hụt hụt hụt. Anh đã nhảy qua thứ hai và nhảy qua thứ ba thì A Man quyết định anh ta có nhảy trúng không. Anh ta đang bắt chớn nhảy chắc và đã nhảy hụt xuống dưới. Trời ơi, chơi ăn gian kìa, anh ta đã chơi ăn gian và nhảy xuống. Có nhảy hay trúng không? Và trúng rồi, nhờ sự ăn gian đó anh chơi để chúng, yeah. Nếu mấy bạn thích cái video này thì hãy subscribe và đăng ký cho mình nhé. Mình mới làm cái video này mấy ngày nay à. Channel chứ rộn. Cảm ơn mấy bạn đã coi video này. Bye bye mấy bạn.